nhỏ. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn toàn thể quý vị đã đến tham dự cùng với chúng tôi trong chương trình Tết Trung Thu rước đèn lên trong bên hôm sau năm 2019. Thưa quý vị và các bạn nhỏ, chúng ta sẽ có một mùa Trung Thu thật ý nghĩa và ấm áp bên gia đình người thân. Và chúng tôi xin được gửi lời chào tạm biệt, xin hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những chương trình cộng đồng tiếp theo cùng với Vinhome Royal City. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Kiều My của tòa R4. Hai bạn đang ở đâu ạ? Mời hai bạn lên sân khấu, mẹ đang tìm. Xin được nhắc lại là hai bạn Sunny và Kiều My của tòa R4. Hai bạn đang ở đâu? Mời hai bạn lên khu vực sân khấu, mẹ của chúng ta đang tìm ạ. Xin được nhắc lại là có hai bạn Kiều My và Sunny đến từ tòa